Vị nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Nhật Bản và cuốn sách Mang Sự Sống. Nói chung đây là cái cuốn sách dinh dưỡng học mà rất là được đánh giá rất là cao trong giới y học cũng như là những cái người nghiên cứu về dinh dưỡng. Đôi lời cảm nghĩ về tiến sĩ y khoa Vương Đào và tác phẩm Dinh dưỡng học vị thất truyền, Dinh dưỡng đẩy lùi bệnh tật của anh. Có đoạn đối thoại mới lạ khiến người nghe cảm thấy mới mẻ như thế này. Và đoạn đối thoại này nó cũng rất là hay nha mọi người nha. Bữa ăn chữa được bệnh á, được chứ? Đó. Đoạn này rất là hay. Bữa ăn chữa bệnh chữa được bệnh nan y, được. Chuyện tưởng tượng nghe cũng ly kỳ đấy nhỉ? Đâu có. Chuyện này chẳng đùa, chẳng phải nói đùa sao? Thật đấy. Tôi còn phải hỏi, phải nói rằng đây không phải là tiểu thuyết Là mà mình là báo với bạn một tin rất mừng liên quan đến sức khỏe của con người. Đó là loài người có thể không cần uống thuốc mà dùng bữa ăn để chữa trị các chứng bệnh của mình. Một sự thật không nhưng không ai ngờ tới, một khả năng nhưng ai cũng nghĩ là không thể. Bởi lẽ con người vốn đâu cần uống thuốc. Đây là một phát hiện vĩ đại thật sự. Phát hiện này sẽ làm thay đổi quỹ đạo lịch sử chăm sóc sức khỏe của loài người. Hàng chục loại bệnh mà y học cho rằng suốt đời trị khó mà trị khỏi. Chắc phải tắt cái chuyển slide kia. mic. Phải tắt mic luôn. Không có slide đâu chị ơi, em đọc luôn cái phần giới thiệu đó. Cho nên mọi người cố gắng nhìn cái nhìn em với nhìn cái bìa sách nha. Cái cuốn này chưa có kịp, tại vì hồi tối hôm qua em mới đọc mà em chưa biết là đọc cái phần mở đầu từ cái đoạn nào, tại vì chụp hết thì nó sẽ rất là dài. Cho em bây giờ mới quyết định là em đọc xong là em quyết định đọc cái phần này nha mọi người ha, mọi người cứ nghe tiếp nha. Từ phần sau nó vô nội dung chính thì mình sẽ show slide. Rồi mọi người nghe cái phần này nó sẽ rất là hay để giúp cho mình có một cái giống như là một cái câu chuyện khi mình nhận ra về cái giá trị của dinh dưỡng học đó, nó rất là hay. Tức là hàng chục loại bệnh mà y học cho rằng suốt đời khó trị khỏi như bệnh động mạch vành, tai biến mạch máu não, cao huyết áp, tiểu đường, bệnh gút, vân vân, có thể chữa khỏi bằng một phương pháp đơn giản, đó là bữa ăn. Bạn có tin không? Không tin hả? Nhưng đó là sự thật. Một buổi tối cuối tháng 4 năm 2008, tôi đã nhận được một cuộc điện thoại. Tổng biên tập Lý Trung Vượng của tờ báo Kinh tế Mới Trung Quốc nhờ tôi xem một bản thảo sách. Tôi và tổng biên tập Lý quen nhau trong một hoạt động lan truyền tình yêu thương thuộc khuôn khổ giải thưởng Micro Vàng dành cho phát thanh viên và người dẫn chương trình toàn Trung Quốc, cùng làm giám khảo cho một nhóm, nói chuyện hợp nhau rồi thành bạn bè. Tôi nghĩ bản thảo sách mà anh ấy nhờ mình xem chắc chắn không phải tầm thường. Buổi chiều hôm sau nữa, tôi gặp một tác giả tại phòng tiếp khách của tòa soạn Nhật báo Yên Đài. Anh ấy dáng người tầm thước độ 40 tuổi, khuôn mặt thon dài, đôi mắt to, trong mắt ánh lên vẻ tự tin, pha chút thận trọng, lời lẽ nho nhã, giọng nói vang dội mà chắc nịch. Anh nói đó là một bản thảo của một cuốn sách do mình viết. Sách đâu? Anh bảo mình có mang theo USB. Tôi nói anh gửi sang hòm thư điện tử cho tôi nhé. Hôm sau tôi nhận được tin nhắn của anh thông báo đã gửi bản sách vào hòm thư của tôi rồi. Thật khó có thể tưởng tượng được một bản thảo này nó giá trị đến nhường nào. Vừa bắt đầu tôi đã bị nó tóm gọn, chiều sâu tư tưởng vượt ngoài sức tưởng tượng. Quan điểm mới lạ, logic chặt chẽ, ngôn từ rành mạch khiến cả đoạn viết dài như tiểu thuyết trở nên ngắn gọn. Sự sắc bén trong các vấn đề và sự ngoạn mục trong cách trình bày và phân tích khiến các lý luận y học vốn dĩ khô khan bỗng trở nên lôi cuốn người ta như là tiểu thuyết. Tôi xin được làm thầy bói xem voi, trích vài câu gọi là để thể hiện một chút phong cách của tác giả. Đây là cái đoạn trích một vài câu để mà thể hiện cái phong cách của tác giả ha. Đây cũng chính là điều là điểm khiến cho y học hiện đại lúng túng nhất. Vì dẫu rất tự tin vào sự hiện đại của mình, nhưng vẫn còn rất nhiều bệnh mà nó chưa chữa được.
Có biết bao chuyên gia điều trị bệnh tiểu đường đã chết vì bệnh tiểu đường? Có biết bao chuyên gia điều trị bệnh tim mạch đã chết vì nhồi máu cơ tim hoặc tai biến mạch máu não? Có biết bao bác sĩ khoa tâm thần và khoa thần kinh mất ngủ dài ngày? Y học ngày nay sao vậy? Tại sao nó đã xa rời một một cái hướng đi đúng mang tên là thực dược đồng nguyên? Nó quá tự tin cho mình là đúng, thấy mình vạn năng và cuối cùng thì tự đưa mình vào một ngõ cụt. Bản thảo sách này nhìn thì là một cái tác phẩm nghiên cứu y học nhưng lại giản dị, dễ hiểu. Nói nó là một cái tác phẩm gọi là phổ cập khoa học, nó lại mang các lý luận và minh chứng y học có giá trị, còn có phương pháp và thực chứng. Như vậy mà không phải là như vậy, không phải là vậy, khéo léo đứng giữa như là không như là, thật là kỳ diệu. Tức là cái cuốn sách này á, nó xen lửa giữa cái khoa học và cái thực tế rất là hay luôn đó. Thành ra là Thi đọc rất là nhiều cuốn sách dinh dưỡng nhưng mà Thi vẫn thích cái cuốn sách này nhất, bởi vì đọc là nó rất là dễ hiểu, người nghe người ta nghe là người ta sẽ kiểu như là thấy được cái giá trị của dinh dưỡng luôn đó. Cho nên nó là mọi người nên có cái cuốn sách này nha. Bản thảo sách này nhìn vào thì là một cái tác phẩm gọi là nghiên cứu y học á, nhưng mà nó không có khô khan đâu, nó rất là hay luôn. Nó giống như rượu mạnh, hương nồng sọc mũi, lại như là trà thanh thượng hạng, hương thẩm bay xa. Thế nhưng tôi không đọc hết liền một mạch, tôi sợ đọc hết một mạch sẽ không thể thưởng thức được kỹ càng những cái thứ như là quả nhân sâm quý giá của kho tàng tư tưởng y học của nhân loại này. Thấy cái tác giả dùng từ thấy hay không ạ? Từng miếng một, tôi nhấm nháp thật kỹ và thưởng thức. Bỏ ra suốt 3 ngày liền mới đọc hết được cuốn sách bảo bối này. Tôi kinh ngạc, nó vậy mà đã mở toang một miền tri thức vĩ đại trước mặt nhân loại. Chức năng tự phục hồi của cơ thể người diệu kỳ và vĩ đại đến thế. Nó mới là thầy thuốc đích thực của mọi bệnh tật. Vị thầy thuốc này vốn dĩ là một thiên tài. Nó không cần bất cứ máy móc thiết bị nào cũng biết được chỗ nào đang bị bệnh. Bị bệnh gì? Làm thế nào để trị giỏi nhanh nhất, tốt nhất? Những thứ mà nó cần để chữa bệnh thì lại cực kỳ đơn giản, chẳng có gì khác, chính là thứ nguyên liệu duy nhất mà cơ thể người cần đến, chất dinh dưỡng. Hay không mọi người? Đoạn này đọc rất là đắt giá đúng không? Đó. Đọc tới đâu là thấy hay tới đó à. À, mà cách để có được cái chất dinh dưỡng thì cực kỳ đơn giản, đó chính là bữa ăn. Rất nhiều người chỉ biết ăn là để sống, là hưởng thụ, nhưng lại không biết ý nghĩa đích thực của việc ăn là để có được chất dinh dưỡng. Con người thiếu hụt nhận thức đúng đắn về chính cơ thể mình, bởi chỉ khi có đầy đủ chất dinh dưỡng mới có thể bổ sung những phần đã tiêu hao của cơ thể, đồng thời tự phục hồi những phần mà cơ thể bị tổn thương. Nếu mang so sánh cơ thể người với một tòa nhà thì chất dinh dưỡng chính là những viên gạch tạo nên tòa nhà đó. Hôm nay hụt một tí cơ thể sẽ thiếu đi một viên gạch. Ngày mai thiếu một chút cơ thể sẽ thiếu đi 2 viên gạch. Cứ như thế từng viên một mất đi. Tới một thời điểm nhất định nào đó việc sửa chữa trở nên rất khó khăn vì bệnh tật đã kéo đến. Khi chất dinh dưỡng suy giảm đến mức không phục hồi được nữa thì tòa nhà sẽ sụp đổ, con người cũng tiêu luôn. Hay không mọi người ha? Đọc thấy hay đúng không? Cái phần này mình có thể là mình chia sẻ cho khách hàng được nè. Mà chia sẻ cho nhà phân phối để hiểu được giá trị của cái dinh dưỡng nha. Trong cuộc sống rất là nhiều người chỉ biết rằng không đủ dinh dưỡng sẽ sinh bệnh, nhưng lại không biết chất dinh dưỡng quan trọng đến thế. Càng không biết rằng khi bị bệnh có thể dùng chất dinh dưỡng để điều trị. Không chỉ các bệnh lý suy dinh dưỡng mà ngay những cái bệnh nặng như là tiểu đường, cao huyết áp, bệnh động mạch vành hay tới cả một số bệnh ung thư vân vân thì chất dinh dưỡng cũng có thể điều trị, thậm chí còn có thể trị dứt điểm mà không cần dùng đến thuốc. Đông y nói, thực dược đồng nguyên, 4 chữ này cho chúng ta biết rằng kể từ ngày con người bắt đầu há miệng ăn cơm là dinh dưỡng học ra đời. Đương nhiên, y học cũng xuất hiện ở kể từ cái thời khắc đó vì thực phẩm cũng là thuốc.
Đạo lý rất đơn giản, đó chính là cơ thể người có khả năng tự chữa lành một cách thật thần kỳ. Chỉ cần có đầy đủ chất dinh dưỡng, với bất cứ bệnh tật nào, cơ thể cũng có thể tự điều trị và phục hồi. Đây là một quy luật tự nhiên, nhưng lại có rất ít người đào sâu nghiên cứu. Có người biết được, cũng đã làm một số nghiên cứu về mặt lý luận, nhưng đa phần là sự quy nạp và giải thích của y học thực chứng. Rất ít người dùng phương pháp diễn dịch, trình bày và phân tích chứng minh cơ chế của quy luật này trên phương diện lý luận. Cho đến nay, vẫn chưa thấy ai thổi được sự sống vào cho chất dinh dưỡng. Chỉ có mình anh ấy, Vương Đào, đã làm được một việc trước nay chưa từng có, một cuốn sách mang sự sống thế này. Wow, đọc tới đây thấy cái cuốn sách này có đáng để mà mình đọc không mọi người? Rất là mê đúng không? Đó. Cho nên nó là riêng cái phần giới thiệu thôi đọc đã rất là thu hút rồi, chứ đừng nói vô nội dung chính nữa đúng không? Về sau tôi trở thành bệnh nhân và cũng là bạn của anh ấy. Trong vòng hơn một tháng, anh dùng chất dinh dưỡng biến tôi thành một con người mới. Tất cả các chứng bệnh khó chữa phát hiện khi đi kiểm tra sức khỏe đều đã khỏi hoàn toàn. Tôi giảm gần 5 kg, cứ như thế đã trở thành một chàng trai trẻ. Anh bảo tôi gầy đi chỉ là sản phẩm phụ từ quá trình điều chỉnh của cơ thể. Điều quan trọng là cơ thể cậu đã được phục hồi, các loại bệnh đều đã khỏi. Mấy ngày đầu khi sử dụng chất dinh dưỡng, chúng tôi cùng nhau uống trà, nói chuyện. Anh nói với tôi, đừng tưởng giờ này chúng ta đang nhàn rỗi, trong cơ thể cậu bận rộn lắm đấy. Bận thay đường ống cho cậu, từng cái một, từng bộ một đều đang thay mới. Hàng ngàn, hàng vạn các cái đường ống phải thay mới, bận túi bụi. Nghe hay không ạ? Tác giả viết rất là hay luôn. Anh xoa bóp phần bụng của tôi, phần bụng cho tôi và hỏi tôi hỏi lý do. Anh bảo cơ thể kỳ diệu lắm, chỗ nào đang sống tốt, chỗ nào sống không tốt nó còn biết rõ hơn cậu. Việc xoa bóp chính là truyền cho nó một tín hiệu. Rất là hay ha, cái việc xoa bóp nó là truyền cho cơ thể một cái tín hiệu bảo rằng chỗ này cần sửa chữa, nó sẽ đến sửa cho cậu ngay. Nhưng nếu không có chất dinh dưỡng làm nguyên liệu để sửa chữa thì nó cũng có muốn cũng chịu, chẳng sửa nổi. Rất là hay đúng không ạ? Nên là mình thấy mà mình bị đau, mình thấy bị có một cái vấn đề gì đó ở cái cơ quan nào đó trong cái cơ thể của mình, thì một cái động tác rất là đơn giản, đó là mình sẽ xoa ở cái khu vực đó ha, để giúp cho cơ thể nhận biết là mình đang có cái vấn đề chỗ đó. Và cái điều quan trọng đó là mình cần phải cho nó cái nguồn nguyên liệu để nó sửa chữa, thì đó chính là dinh dưỡng. Hay không? Hay ha, rất là đơn giản dễ hiểu đúng không? Cơ thể người kỳ diệu vậy đấy. Anh nói, đợi tới khi cậu biết về nguyên lý làm việc của cơ thể người rồi thì sẽ hiểu, cơ thể người vô cùng thú vị. Anh kể về câu chuyện của chính mình. Một người bạn vì tức giận mà bị đau dạ dày, đau không thể nào chịu nổi. Sau khi biết được nguyên nhân gây bệnh, anh nói với người bạn đó, cậu đến nghe bài giảng của tôi, bệnh sẽ khỏi. Người bạn đến nghe bài giảng suốt một buổi sáng, cười vui gần chết, dạ dày cũng hết đau. Lúc nghỉ giải lao vừa cười vừa nói, nghe giảng thế mà cũng chữa được bệnh, hay thật đấy. Một bé gái 5 tuổi rưỡi dậy thì sớm, anh dùng chất dinh dưỡng trị khỏi trong vòng 3 tháng. Chứng tăng bạch cầu đơn nhân ở trẻ em là một vấn đề nan giải của khoa nhi. Có một vị chuyên gia nhi khoa mong ước lớn nhất trong cuộc đời này là khi còn sống có thể công phá nó. Anh chỉ cười, bảo việc này dễ thôi, khuyên ông dùng chất dinh dưỡng để điều trị. Kết quả là một cậu bé có 5 loại men tim đều bất thường, chỉ trong một tuần có thể có được cái chỉ số trở lại bình thường. Hay quá. Mẹ anh trong một lần khám bệnh tình cờ phát hiện bị tiểu đường. Bà cho rằng dù sao cả thế giới cũng không chữa được bệnh này, mình tự chữa ở nhà cũng được. Nhưng chữa lên chữa xuống, đường huyết không những không giảm mà còn tăng. Anh đón mẹ đến yên đài điều dưỡng bằng chất dinh dưỡng. Chỉ nửa tháng sau đường huyết đã trở lại bình thường. Trong thời gian một tháng, cân nặng giảm đi chừng 5 kg. Bà là một giáo viên cấp 3 nói chuyện hài hước. Bây giờ tôi khỏe lắm, bụng cũng tót đi rồi,
Đi bộ không tóc bụng làm sao được, rõ chán. Giờ đi bộ cứ như bị thổi bay ấy. À, anh nửa đùa nửa thật nói với mẹ, con bảo đảm mẹ sống tới 120 tuổi, đến lúc đó muốn chết cũng khó. Rất nhiều người cho rằng dinh dưỡng vốn chẳng có tác dụng gì nhiều với bệnh tật, vậy mà vào tay anh lại thần kỳ đến vậy. Tới giờ vẫn còn rất nhiều người không biết chất dinh dưỡng là gì. Vậy thì chúng ta nên nhận thức một cách tử tế xem chất dinh dưỡng gồm những gì. Thứ đầu tiên là nước. Nước là chất dinh dưỡng đầu tiên, cần có protein, chất béo, đường, vitamin, chất khoáng, vân vân. Những thứ này đều từ thức ăn của chúng ta. Những thứ mà chúng ta ăn vào, uống vào, chính những chất dinh dưỡng này có thể trị bệnh đấy. Bạn có tin không? Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm chứng chân lý. Bệnh nhân cảm ơn anh vui tính bảo, đừng cảm ơn tôi, hãy cảm ơn chính cơ thể bạn, nó mới là bác sĩ thật sự. Hay quá. Anh ấy tên là Vương Đào, tiến sĩ y khoa, là một nam dân tộc Hán, sinh tháng 4 năm 1968. Có ai ở đây sinh năm 68 không? Đã kết hôn, người thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc. Trước tiên kể từ thời học thạc sĩ, từ năm 1993 đầu tiên anh học thạc sĩ y khoa tại khoa điều trị lâm sàng Đại học Hà Bắc, chuyên ngành Nam khoa. Sau đó học tiến sĩ Đông Tây y kết hợp tại Đại học Y học cổ truyền Bắc Kinh, chuyên ngành Nam khoa, rồi lại làm việc tại Đại học Y Hà Bắc, thực hiện nghiên cứu chuyên ngành bệnh lý học. Năm 2002 anh sang xứ Phù Tang tham gia nghiên cứu sau tiến sĩ tại phòng bệnh lý thuộc khoa y học Đại học Tokyo, rồi chuyên nghiên cứu các nguyên nhân gây ung thư phổi. Kể từ năm 2004, anh tham gia công tác giảng dạy và chẩn đoán tại Đại học Y Hà Bắc và đảm nhận vị trí phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu và giảng dạy. Từ tháng 10 năm 2005 tới nay thì tự xây dựng sự nghiệp y học của mình, đó là câu lạc bộ sức khỏe Ốc Đảo. Anh từng nhận lời tham gia một cuộc hội thảo sức khỏe tổ chức khắp Trung Quốc với lời khen không ngớt, tiến hành đánh giá sức khỏe, quản lý sức khỏe và điều trị cho hàng ngàn người. Đồng thời với vai trò giảng viên chính, anh đã tổ chức hàng loạt các lớp đào tạo giáo viên dinh dưỡng cao cấp. Đầu mùa thu năm 2007, khi những chiếc lá ở thành phố Cảng Yên Đài vẫn còn xanh mướt, anh bước lên chuyến tàu từ Bắc Kinh, uốn lượn chạy về nơi đây, thuê một chỗ ở tìm kiếm sự yên tĩnh. À, khi bông tuyết đầu tiên trao nghiêng rơi xuống khuôn mặt anh, trong tay anh đã có một bản thảo, một cuốn sách mang tên Dinh dưỡng học bị thất truyền. Ngày 2 tháng 11 năm 2007, khi lời giới thiệu cho cuốn sách đã xong, anh bước ra con đường Paris phương Đông của Yên Đài. Bóng dáng bận rộn của mọi người lướt qua trước mắt anh, tiếng nhạc nhẹ du dương thoảng đâu bay tới, khiến anh thấy thoải mái và đắm chìm. Bấm tay tính thử, kể từ lúc xuôi về phương Nam tới khi viết xong cuốn sách đã tròn 3 tháng. Một thứ cảm giác thành công tự hào dâng trào trong tâm trí, một tinh thần bất khuất hào hùng ngập tràn trong lồng ngực và lan rộng tỏa khắp. Trước mắt như có một chiếc cầu vòng hoa tươi trải dài tới tận chân trời, hương hoa xộc vào mũi, bướm ong bay dập dờn, lại dường như có một cái ngọn núi vời vợi, có biển rộng mênh mông, chót vót và cuộn trào. Anh khoan thai dạo bước trở về bên bàn làm việc, bàn phím vang lên những âm thanh khe khẽ nhịp nhàng. Anh đưa một đoạn thoại vốn định chuẩn bị vào cái phần hậu ký, gõ vào phần lời giới thiệu. Khi hoàn thành cuốn sách, nội tâm tôi ngập tràn lòng biết ơn. Cảm ơn những người bạn đã dành cho tôi sự ủng hộ và giúp đỡ vô tư trong suốt quá trình viết sách. Càng cảm ơn những người thầy tốt, bạn hiền đã ủng hộ tôi, chỉ bảo tôi, quan tâm yêu thương tôi trên đường đời. Cảm ơn mẹ, người thân của tôi, họ vẫn luôn bên bên cản tranh bão cho tâm hồn tôi. Họ cho tôi lòng dũng cảm, cho tôi nghị lực, cho tôi tinh thần chiến đấu không bao giờ chịu khuất phục. Thứ anh ấy đưa cho tôi chính là bộ bản thảo này, khoảng 150.000 chữ, một bộ kỳ thư. Cách tự miêu tả của anh ấy tự tin và rành mạch như thế này: do em hiểu sâu sắc các khoa lâm sàng Tây y,
có trình độ sâu và cách nhìn nhận độc đáo đối với Tây y, Đông y và dinh dưỡng học, nên có thể dung hòa và kết hợp y học với dinh dưỡng học, mở ra một xu hướng mới, phát triển y học tương lai hoàn toàn mới, gọi là y học dinh dưỡng. Y học dinh dưỡng sẽ rảo bước thênh thang trên con đường của mình trong vài chục năm nữa, hơn nữa sẽ hưng thịnh bất diệt, sẽ làm thay đổi kết cấu của bệnh viện ngày nay, thay đổi hình ảnh y học ngày nay, là một cuộc cách mạng đầu óc sâu sắc với các bác sĩ lâm sàng và người nghiên cứu khoa học. Như vậy, một phát hiện vĩ đại và lời tiên tri y học sẽ xuất hiện cùng với một cuộc cách mạng về quan niệm sức khỏe và sự sống. Anh nói, cuốn sách của tôi là cuốn sách mang sự sống. Quả vậy, vốn dĩ tự thân chất dinh dưỡng đã mang sự sống. Sự trưởng thành của sự sống mặc dù sẽ gặp phải rất nhiều trắc trở, thậm chí là hoạn nạn, nhưng rồi sẽ có một ngày việc thấu hiểu lý luận y học dinh dưỡng của Vương Đào sẽ trở thành thưởng thức, thường thức của mọi người. Lịch sử y học nhân loại trong tương lai rất có thể sẽ viết thế này. Năm 2008, tiến sĩ y du học tại Nhật Bản Vương Đào có cuốn sách Dinh dưỡng học thất truyền. Dinh dưỡng đẩy lùi bệnh tật của mình đã nhẹ nhàng mở ra một trang mới trong lịch sử sức khỏe nhân loại. Đọc cuốn sách này, bạn thật sự may mắn đó. Đây là cái người mà viết gọi là tên là Ngô Điện Bân. Đó. Và ông viết tại phố Cảng Yên Đài tháng 6 năm 2008. Tác giả phần thay lời mở đầu trên là nhà báo cấp cao, một trong 10 tổng biên tập tin tức thời sự xuất sắc nhất Trung Quốc, một trong 10 phóng viên xuất sắc nhất toàn quốc của Tân Hoa Xã. Đó là những cái lời giới thiệu của một cái người nhà báo rất là nổi tiếng, các anh chị ha. Và mình nghe xong cái cuốn này thì mình mới có đọc cái phần mở đầu thôi, mình thấy rất là mê luôn đó. Và bây giờ mới vô cái lời mở đầu này, nãy giờ đó là cái lời giới thiệu của một cái nhà báo cấp cao. Mọi người có muốn nghe tiếp không? Muốn nghe tiếp cái phần này để nó xong cái phần mở đầu, bữa sau mình sẽ đi vào cái nội dung cái cuốn sách luôn ha. Ok thì Hay, còn mấy trang nữa à? Đông y có nói sao hay là hay quá em ơi. đang hay quá. Em nghe em cũng mê nữa. Rồi ok, tôi đọc tiếp nha. À, lời mở đầu, Đông y nói thực dược đồng nguyên. Bốn chữ này cho chúng ta biết rằng kể từ ngày con người bắt đầu há miệng ăn cơm là dinh dưỡng học ra đời. Đương nhiên, y học cũng xuất hiện từ kể từ thời khắc đó, vì thực phẩm cũng là thuốc. Cho tới hôm nay, chúng ta cũng có thể thấy rất nhiều người, rất nhiều là thư tịch nè, báo chí và kênh truyền thông khác không ngừng nhắc nhở bạn khi bị bệnh nào thì nên ăn những loại thức ăn nào. Thực dược đồng nguyên, đây là đạo lý không thể nào tự nhiên hơn, không thể nào đơn giản hơn được nữa. Nhưng không rõ từ khi nào, cũng không biết vì nguyên nhân gì, y học và dinh dưỡng đã tách ra ở riêng, mỗi người đi một hướng. Đặc biệt là y học hiện đại tự cho rằng mình đại diện cho nền y học tiên tiến nhất, khoa học nhất, rồi trở nên thịnh hành, mang hơi hướng một mình thống trị. Y học hiện đại quả thật cũng có những giá trị đáng tự hào. Vì ngày nay mọi ngành nghề, cho dù phát triển đến đâu, tân tiến cỡ nào cũng đều có một cái mục đích. Đó là khiến con người được sống khỏe mạnh hơn, thoải mái hơn. Bởi vậy, những tri thức và kỹ thuật tân tiến nhất của các ngành khoa học cứ thế theo bản năng mà hòa nhập vào trong y học và được y học hiện đại sử dụng. Ví như thật khó tưởng tượng y học hiện đại ngày nay mà thiếu đi máy tính và mạng lưới máy tính thì sẽ ra sao? Vì rất nhiều thiết bị kiểm tra và thủ thuật trị liệu hiện đại hóa như CT, MRI đó, đều vận hành trên cơ sở và mạng lưới máy tính, hoặc như khoa học vật liệu cũng là một trong những kỹ thuật quan trọng ngày nay. Ngay cả việc chế tạo tàu vũ trụ cũng không thể tách rời các ngành khoa học vật liệu. Nó cũng được ứng dụng trong y học hiện đại, ví dụ như việc chế tạo chân tay giả hay xương nhân tạo. Chỉ có điều đây cũng chính là điểm khiếm khuyết của y học hiện đại lúng túng nhất, vì dẫu rất tự tin về sự hiện đại của mình nhưng vẫn còn rất nhiều bệnh mà nó chưa chữa được. Có biết bao chuyên gia điều trị bệnh tiểu đường đã chết vì bệnh tiểu đường,
Có biết bao chuyên gia điều trị bệnh tim mạch đã chết vì nhồi máu cơ tim hoặc tai biến mạch máu não? Có biết bao bác sĩ khoa tâm thần và khoa thần kinh mất ngủ dài ngày? Y học ngày nay sao vậy? Tại sao nó đã xa rời một hướng đi đúng mang tên là thực dược đồng nguyên? Nó quá tự tin cho mình là đúng, thấy mình vạn năng và cuối cùng tự đưa mình vào ngõ cụt. Về điểm này, nó không làm tốt bằng dinh dưỡng học. Dinh dưỡng học luôn trung thành với niềm tin thực dược đồng nguyên. Vậy nên con người kể từ khi bắt đầu há miệng ăn cơm cho tới hôm nay đã trải qua hàng vạn năm mà dinh dưỡng học vẫn nhắc đến việc thứ gì nên ăn, thứ gì không nên ăn, thứ gì phải ăn nhiều, thứ gì nên ăn ít, loại đồ ăn nào là có chất này, loại đồ ăn nào có chất kia. Y học ngày nay cũng giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng khả năng lĩnh hội bơi kém, hơi kém, không ngộ ra được hàm ý đích thực của thực dược đồng nguyên. Thế nên mảng dinh dưỡng học vẫn mãi dậm chân tại chỗ. Cho dù đang ở vào thời điểm hiện đại, nhưng nó còn rất gọi là rất là xa cái danh xưng dinh dưỡng học hiện đại. Trong cuốn sách này, tôi mang theo những điều đã học, đã thực tiễn và nghiên cứu và sự suy ngẫm về y học trong suốt 20 năm, thảo luận về đường hướng phát triển đúng đắn của y học và dinh dưỡng học. Y học dinh dưỡng thảo luận về phương hướng và giải pháp chính xác đối với việc bảo vệ sức khỏe và điều trị các loại bệnh tật. Cuốn sách này bàn về việc hàng chục loại bệnh mà y học cho rằng suốt đời khó trị khỏi như bệnh động mạch vành, tai biến mạch máu não, cao huyết áp, tiểu đường, bệnh gút, vân vân, có thể được chữa khỏi bằng phương pháp đơn giản. Hy vọng cuốn sách này có thể giúp bạn bảo vệ sức khỏe một cách tốt hơn, giúp bạn chữa lành các cái bệnh mà mình mắc phải, và cũng mong bạn hãy đọc nó từ từ, thưởng thức nó thật kỹ để nó trở thành người bạn suốt cuộc đời của bạn. Do thời gian gấp gáp mà hiểu biết của tôi thì có hạn, rất nhiều kiến thức và quan điểm đều có thể có chỗ chưa hợp lý. Hoan nghênh bạn bè cùng ngành cùng phê bình và góp ý. Tại đây tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất và càng mong rằng cuốn sách này sẽ trở thành nơi giao lưu, thảo luận, thậm chí là tranh luận để mỗi người đều góp chút sức lực cho sự nghiệp sống khỏe của chúng ta. Tôi vẫn luôn tin vào một câu nói: mọi con người đều bình đẳng về tri thức, mọi con người đều bình đẳng về sức khỏe. Khi hoàn thành cuốn sách, nội tâm tôi ngập tràn lòng biết ơn. Cảm ơn những người bạn đã dành cho tôi sự ủng hộ và giúp đỡ vô tư trong suốt quá trình viết sách. Càng cảm ơn những người thầy tốt, bạn hiền đã ủng hộ tôi, chỉ bảo tôi, quan tâm yêu thương tôi trên đường đời. Cảm ơn mẹ và người thân của tôi, họ vẫn luôn là bến cảng, chánh bảo cho tôi, cho tâm hồn tôi. Họ cho tôi lòng dũng cảm, cho tôi nghị lực, cho tôi tinh thần chiến đấu không bao giờ chịu khuất phục. Đó là những cái lời mà chính tác giả Vương Đào đã viết. Mọi người thấy ông rất là tâm huyết và trong suốt 20 năm, ông nghiên cứu và thực nghiệm tại rất là nhiều các cái cơ sở, trung tâm y học cũng như là bệnh viện, rồi trường đại học, thì ông mới viết ra được cái cuốn sách này. Đôi lời của người dịch. Thưa quý độc giả, ngay từ đầu cuốn sách, tác giả Vương Đào đã nhấn mạnh để tri thức chỉ đường cho cuộc sống. Đây cũng là phương châm xuyên suốt cuốn sách này. Do đó, để quý độc giả có thể đọc cuốn sách một cách thuận lợi và dễ hiểu, dễ mở rộng, tra cứu nhất, dưới đây tôi xin đưa ra một số gợi ý trước khi đọc nội dung chính. Thứ nhất là bệnh thần kinh và bệnh tâm thần. Do vấn đề thói quen ngôn ngữ, nhiều người đôi khi nhầm lẫn giữa bệnh thần kinh và bệnh tâm thần. Trong cuốn sách này, hai khái niệm trên được dùng theo nghĩa khoa học, có thể hiểu ngắn gọn như sau. Bệnh thần kinh, nó gọi là neurologic disease, là các bệnh lý ở hệ thần kinh hay rối loạn thần kinh, ví dụ như là đau đầu, mờ mắt, co giật, suy giảm nhận thức, tê bì tay chân, giảm trí nhớ. Bệnh tâm thần hoặc là tâm lý và tâm thần, rối loạn sức khỏe tâm thần là các rối loạn ảnh hưởng đến tâm trạng, suy nghĩ, hành vi của người bệnh, ví dụ như trầm cảm, rối loạn lo âu, tâm thần phân liệt, hành vi gây nghiện, vân vân. Những thứ hai đó là những khái niệm ít gặp, một số khái niệm không mới nhưng ít gặp với nhiều độc giả Việt Nam hoặc được dùng với nhiều tên gọi khác, ví dụ như sức khỏe thứ cấp, để phù hợp với nguồn thông tin tra cứu phong phú. Trong sách kệ sẽ có những cái chú giải để độc giả tiện theo dõi và tìm hiểu.
Thứ ba là tên tiếng Việt hay tên tiếng Anh. Khi đọc sách, quý độc giả sẽ thấy đôi khi người dịch sử dụng tên tiếng Việt, đôi khi sử dụng tên tiếng Anh. Việc này dựa trên cảm tính của người dịch về độ quen thuộc của tên gọi và các khái niệm này đối với độc giả Việt để đảm bảo tính toàn vẹn. Trừ các khái niệm đã gặp quá nhiều, các khái niệm còn lại thì sẽ được chú thích thêm những cái tên gọi khác, ví dụ như là stent thì có nghĩa là giá đỡ động mạch, hay Alzheimer là bệnh đãng trí tuổi già, vân vân. Một mặt khác, bạn bạn đọc có thể dùng các cái tên gọi này để tra cứu thêm các cái tài liệu ngoài khi cần thiết, đúng như suy nghĩ của tác giả khi viết tác phẩm này. Mong nhận được những ý kiến thảo luận và chia sẻ từ phía người đọc. Cuối cùng, hy vọng độc giả sẽ có những trải nghiệm thú vị và những kiến thức mới mẻ từ cuốn sách đặc biệt này. Đây là cái người dịch tên là Lương Ngân. Rồi. Hay không mọi người? Rồi, ok, thì đã đọc xong cái phần mở đầu rồi đó mọi người. Mọi người có thể nên mua cái cuốn sách này nha, để mà mình có cái cuốn sách chuẩn. Tại vì cái cuốn sách này mọi người thấy không, nó rất là quan trọng trong cái công việc của mình. Nó là một cái cuốn sách mà nó có thể dẫn đường cho mình. Khi mà mọi người thấy, khi mà tâm trạng một cái người mình đang bệnh đi ha, mình điều trị bằng rất là nhiều phương pháp mà nó không có đạt được cái kết quả, thì khi mà mình đọc được cái cuốn sách này, chỉ có mới phần mở đầu thôi, mình đã thấy là nó rất là ý nghĩa. Mình thấy là nó giống như một cái phao cứu sinh cho mình vậy đó, cho nên là tôi thấy nó rất là cần thiết luôn trong cái công việc của mình. Cho nên mọi người, Qua đọc qua này á thì mọi người sẽ hiểu được đông y, tây y và y học dinh dưỡng có sự kết hợp với nhau như thế nào. Ví dụ như là tây y thì lại nghĩ là người ta có thể là một mình tây y có thể giải quyết được tất cả các loại bệnh, nhưng mà thật ra nó không phải. Đấy là cái sự ngộ nhận vậy thôi. Thế còn bây giờ chúng ta hiểu như thế này. Có người chưa biết được khái niệm về y học dinh dưỡng là gì. Có một người mang tên cũng cũng là nghiên cứu về Tây y, thì khi mà bạn của mình có chia sẻ là có được vào câu lạc bộ đọc sách và có được đọc học về y học dinh dưỡng thì người này mới nói là làm gì có y học dinh dưỡng. Thế thì ở đây nó là một cái khái niệm mới, khoa học càng ngày càng phát triển, con người luôn phát triển. Dù ngày xưa trước kia bạn là bằng cấp gì, nhưng bây giờ nếu cuộc sống mà luôn thay đổi mà chúng ta không mở mang kiến thức, chúng ta luôn học hỏi thì chúng ta bị lạc hậu giống người đó, mặc dù là nghiên cứu về về khoa học nha. Thế thì ở đây có một cái khái niệm, có nghĩa là y học với dinh dưỡng học thì người ta gọi là y học dinh dưỡng. Đấy là một cái khái niệm mà nếu như ai có nói với chúng ta bảo làm gì có môn y học dinh dưỡng thì họ đã bị lạc hậu rồi, thì chúng ta có thể giải thích cho họ rằng là y học tức là ngành 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 khoa học, nó mình có thể hiểu đơn giản là khoa học về nghiên cứu về về y học là các cái ngành khoa học để nghiên cứu về chữa bệnh. Thế cộng với dinh dưỡng học, cộng với các cái thực phẩm về về dinh dưỡng nhưng mà kết hợp với khoa học thì gọi là ngành ngành y học dinh dưỡng. Thế thì đấy thì chúng ta nói là y học cộng với dinh dưỡng học thì gọi là y học dinh dưỡng. Đấy là tóm lại đơn giản là như vậy. Đấy là một cái khái niệm như vậy. Thế và chúng ta có thể lấy này, trong cuộc đời này chúng ta cần phải kết hợp. Kể cả Tây y có vai trò của Tây y và Đông y, tức là hiện đại và cổ truyền đấy. Đông y có vai trò của Đông y và y học dinh dưỡng có vai trò của y học dinh dưỡng. Nếu chúng ta biết kết hợp hài hòa thì chúng ta sẽ có một sức khỏe thật là tuyệt vời. Vậy thì y học dinh dưỡng sẽ giúp cho chúng ta những cái vai trò như thế nào? Tây y, ví dụ như là Tây y là về thuốc Tây giống như là Thi vừa nói. Tức là Tây y ở đây thì giúp cho chúng ta những cái trường hợp rất là quan trọng là cấp bách, bệnh cấp bách, bệnh cấp tính thì phải vào bệnh viện cấp cứu ngay. Rồi các cái bệnh nhiễm trùng phải dùng các cái loại thuốc như là thuốc kháng sinh. Rồi những bệnh cấp tính như là chúng ta gặp tai nạn, chúng ta bị bể mạch máu, chúng ta bị cái gì mà ngay tức thì ấy, thì chúng ta cần phải đến bệnh viện, thì cái vai trò của Tây y cực kỳ quan trọng luôn. Và nếu như mà Tây y thì nghiên cứu về khoa học, về về những cái bệnh mà về những cái trang thiết bị máy móc hiện đại để giúp chúng ta phát hiện ra các loại bệnh, thì chúng ta sẽ hiểu để chúng ta sẽ tự lựa chọn khi nào thì đây Tây y.
Còn khi nào thì đi đông y? Ví dụ như là bác sĩ có nói là tại sao lại xoa vào, bác sĩ bảo là chúng ta đang ngồi yên như thế này, nhưng mà cơ thể cũng rất là đang rất là bận rộn. Và khi chúng ta xoa vào bụng như vậy thì chúng ta đã phát ra một cái tín hiệu để cho cơ thể biết được rằng là hãy đến cái nơi đó để điều trị. Thế thì nhưng mà bác sĩ nói là vậy thì đông y có một cái tác dụng, có nghĩa là chúng ta khi nào chúng ta thấy là đi đông y là người ta hay nắn này, hay xoa bóp này, hay châm cứu này, thì đấy là thêm một cái sự kết hợp của đông y, là vì cái bộ máy sinh học này nó rất là thông minh. Khi khí huyết không được lưu thông, chúng ta cần đi châm cứu, cần đi xoa bóp như này, thì chúng ta xoa đến đâu thì tự dưng là cơ thể sẽ hiểu được là nơi đó cần được hỗ trợ để điều trị. Thế thì chúng ta hàng ngày chúng ta xoa bóp trên cơ thể này nó cũng vô cùng là quan trọng để nó báo cái tín hiệu để cơ thể hỗ trợ, đặc biệt là chúng ta đau chỗ nào thì chúng ta đi châm cứu và chúng ta xoa bóp chỗ đó, thì các cái nguồn dinh dưỡng trong cơ thể nó sẽ được ưu tiên ấy, kiểu như là được được ưu tiên, cơ thể ưu tiên đến để điều trị. Đấy, thế rồi thì cái bộ máy sinh học nó thông minh đến cái mức là năm cái cơ quan quan trọng trong cơ thể, như là bạn Hoài hay nói đấy, tim, gan, thận, phổi, não, năm cái cơ quan đó là quan trọng, thì bao giờ dinh dưỡng nó sẽ ưu tiên ở những cái đó. Nhưng nếu nơi nào cần ưu tiên hơn, chúng ta xoa bóp, chúng ta nắn bóp thì giống như là báo hiệu cho nó biết, một đằng là bên bên đông y làm những cái vật lý trị liệu này, rồi thì xoa bóp rồi đó, thì đấy là bên đông y ta kết hợp. Thế nhưng nếu không có dinh dưỡng thì có muốn chữa thì cũng không chữa được, thì đấy là kết hợp giữa y học dinh dưỡng. Nên là để thế thì tóm lại là gì, chữa tận gốc bệnh mà không có dinh dưỡng, dinh dưỡng ở đây là dinh dưỡng đúng, thì bác sĩ mới nói là bữa ăn có chữa được bệnh không, thì câu trả lời là có. Bữa ăn ăn có chữa được bệnh lăn hay không, câu trả lời được là có. Và nói là có thật hay không thì có đùa hay không, thì bác sĩ bảo nó là thật đấy. Thế nhưng hiện nay nếu chúng ta chỉ ăn bữa ăn thô thôi, bữa ăn thông thường thôi, không có y học dinh dưỡng, thì chúng ta cũng lại, nó là sự sống đấy như chúng ta, nó không đủ cái nguyên liệu tối ưu để chữa bệnh. Cho nên ở đây thật sự là nếu mà tiến sĩ Vương Đào mà biết đến, ở trên đời này có trung tâm Iglosa của Thụy Điển để ra đời một sản phẩm của y học dinh dưỡng, là một cái sản phẩm cao cấp, sản phẩm cho người ta gọi là dinh dưỡng cho tế bào, thì rất là tuyệt vời. Nhưng ở đây chúng ta được đọc cuốn sách này, chúng ta lại biết đến cộng đồng cộng đồng dinh dưỡng Igorosa Thụy Điển, nơi ra đời của sản phẩm wellness, một loại dinh dưỡng cho tế bào, nó văn minh tới mức mà chúng ta đang đang đi tìm, nhân loại này đang đi tìm những cái loại sản phẩm đó. Chứ cả nhà có thấy là trong một cái loại dinh dưỡng như thế này, cả nhà có biết được là khi đi vào cơ thể, các loại thức ăn vào cơ thể cần phải được tổng hợp thành axit amin để đi nuôi tế bào, một cái quá trình tổng hợp đó nó mới đi được vào tế bào. Thế thì cái dinh dưỡng này khi chúng ta sử dụng vào cơ thể, thì các cái loại dinh dưỡng thô trong bữa ăn á, thì khi đưa vào cơ thể, ví dụ như chúng ta protein vào cơ thể, đạm đạm vào cơ thể, thì nó chỉ hấp thu được khoảng 20%, và nó phải thải rất các nhiều các cái loại cặn bã, rồi không không hấp thu được hết. Giống như là Thủy và mọi người đọc học cũng vậy, các loại dinh dưỡng đưa vào cơ thể nó không thể là hấp thu được hết. Thế thì khi mà chúng ta uống dinh dưỡng này, tức là loại dinh dưỡng cho tế bào, nó đã được tổng hợp thành axit amin, nó đi và đi nuôi tế bào, nó đi thẳng vào trong tế bào để nó đi nuôi tế bào một cách rất là đơn giản như vậy, nó dễ dàng như vậy, thì nó giúp cho cả các bệnh nhân, các những người yếu nhất, một ngày ăn không được bao nhiêu, nhai không được bao nhiêu cái sản phẩm thô, ví dụ ăn 100 gram thịt bò đi thì hấp thu được có bao nhiêu đạm đâu, và đa số nó độc tố cặn bã thải ra ra bên ngoài cơ thể. Mang được một ít đạm vào trong cơ thể thì chất béo không tốt cho cholesterol và nhiều thứ khác cặn bã cần đưa để đưa ra ngoài. Vậy thì trong một cái nguồn đạm ở đây thì nó đã là được tổng hợp thành các loại axit amin, trong này có 9 loại axit amin thiết yếu để nó đi thẳng vào để nuôi tế bào, thì đấy là cái sự kết hợp của trong bữa ăn nó sẽ không đủ được, thì chúng ta kết hợp với y học dinh dưỡng. Ý nghĩa của nó là như vậy, sản phẩm này là sản phẩm cho tế bào, sản phẩm dinh dưỡng cân bằng tự nhiên, sản phẩm cho tế bào, thì như vậy là cả những người yếu nhất, sản phẩm này ra đời dựa trên một cái tính nhân văn cả nhà.
Cả nhà có thấy là gì? À, thường á, là thông thường là khi mà kinh doanh là người ta nghiên cứu thị trường cần cái gì, à, để mà đang là kinh doanh có lợi nhuận cao nhất, bắt đầu người ta sản xuất cái đó ra để người ta thương mại, hoặc là trong các ngành thì nó đa số là thương mại, nhưng sản phẩm wellness ra đời dựa trên tính nhân văn. Wellness ra đời tại trung tâm Igalosa của Thụy Điển bởi giáo sư Sitkin và đội ngũ các nhà khoa học. Thì khi mà ông nghiên cứu sản phẩm này trong suốt 8 năm trời, bởi một cái nỗi băn khoăn, một cái sự trăn trở là giáo sư, là những nhà khoa học mà cấy ghép nội tạng nổi tiếng hàng đầu trên thế giới, đó là giáo sư Sittin. Thì trong quá trình cấy ghép nội tạng như vậy, cấy ghép tim, thận, rồi các cái bộ phận nội tạng như vậy, thì ông mới thấy được rằng là người bệnh nhân nếu mà chưa khi mà chưa có chuẩn bị để được thay nội tạng như vậy á, thì thường là sức khỏe không đủ để cấy ghép. Và có những người là khi mà đã mổ rồi, đã thay rồi, thì không đủ sức, không ăn ăn một chút cháo này này, ăn một chút thực phẩm thô này này, thì không đủ sức để mà chống đỡ, để mà khỏi bệnh. Thế thì chính vì thực tế đó thì các nhà khoa học tại trung tâm Igalosa ở Thụy Điển, đứng đầu là giáo sư Sittin, đã nghiên cứu ra một loại dinh dưỡng cân bằng tự nhiên. Cân bằng tự nhiên để dinh dưỡng tế bào, dinh dưỡng tối ưu để giúp cho cơ thể. Không phải người ta không phải nhai nhiều, người ta đang yếu mà. Còn thức dậy mà bây giờ người ta đang yếu, thế mà người ta chỉ được bổ sung một chút cháo, thì trong cháo chỉ có một chút tinh bột này, một chút đạm, mà thì nó không thể nào mà đủ phục hồi được. Vậy thì bây giờ đã yếu, đã không ăn được, không nhai được, kể cả bệnh nhân trước khi cấy ghép hoặc là các bệnh nhân bình thường cũng vậy. Yếu quá thì làm sao để có sự sống, để làm sao để có một loại dinh dưỡng đi thẳng vào tế bào luôn. Thì giáo sư đã cho ra đời dinh dưỡng cân bằng tự nhiên. Đó là cái dòng wellness biotin này. Thì khi mà giáo sư đã nghiên cứu như vậy thành công, cho bệnh nhân uống trước khi phẫu thuật và sau khi phẫu thuật, nó thành công hơn cả sự mong đợi, thì giáo sư mới thấy rằng là thì ra một cái loại dinh dưỡng tế bào này nó quan trọng, là nó giúp cho cơ thể con người ta phục hồi rất là nhanh. Dinh dưỡng sẽ giúp cơ thể phục hồi rất là nhanh. Vậy thì nó hơn cả một cái mục đích nghiên cứu dành cho bệnh nhân. Thì giáo sư thấy là dinh dưỡng tế bào này cần để phòng bệnh, giúp cho tất cả con người trên thế giới này, trên loài người này, cần đến cái loại dinh dưỡng tế bào này. Đặc biệt kể cả như này, giáo sư nghiên cứu nhé, cả nhà có thấy là các loại sữa công thức chỉ có chất béo, một ít béo, chất đường đơn và một chút mà đạm đạm. Thế thì nó không đủ để cho cơ thể. Thế thì bà giáo sư thấy là sữa mẹ là một cái nguồn dinh dưỡng rất tốt, thì trong sữa mẹ có các loại axit amin mà các loại sữa công thức không có. Thì giáo sư nghiên cứu cái loại dinh dưỡng này này, cái dòng wellness của chúng ta này này, thì nghiên cứu nó gần giống sữa mẹ nhất. Cho nên là trong này mới có 9 loại axit amin thiết yếu. Con người ta cần 20 loại axit amin, thì trong đó có 9 loại axit amin thiết yếu. Thì trong các cái loại dinh dưỡng này, chúng ta đều có 9 cái loại axit amin thiết yếu đó. Mà trong 3 loại đó mà thiếu nhất là cơ thể, dù các bạn có ăn protein vào trong cơ thể, nó cũng không tổng hợp được thành các cái protein để đi nuôi tế bào đâu. Cho nên là nó quan trọng như vậy. Tại sao mà ai mà không uống bột thì rất là đáng tiếc. Chúng ta cần uống ngày 1 ly, 2 ly, 3 ly, tùy cái điều kiện và cái sức khỏe của các bạn. Thế nên là chúng ta thấy là sự ra đời, khi mà giáo sư đã nghiên cứu thành công rồi, thì giáo sư làm như thế nào cả nhà? Đi tìm một cái nơi để làm sao một cái sản phẩm tốt như này, nếu mà kinh doanh theo truyền thống, bắt đầu là từ nhà sản xuất, rồi xong thì đưa ra một cái phân phối theo theo truyền thống á, thì phải đưa ra rất nhiều các cái khâu trung gian, như là tổng đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, cửa hàng bán lẻ tới tay người tiêu dùng, phải mướn cửa hàng, phải đưa những người mà gọi là quảng cáo, 1 giây 1 phút quảng cáo, 1 phút quảng cáo trên tivi mất hàng trăm triệu. Thế thì nếu một cái phương pháp mà đưa tới tay người tiêu dùng như vậy, thì giá thành của một bộ sản phẩm này có thể lên đến 10 triệu, 15 triệu cho một bộ sản phẩm như vậy, thì nó không đến tay người tiêu dùng nhiều được, nó không giúp cho những người mà có thể là người ta có một cái thu nhập thấp thấp thôi, người ta cũng thể tiêu dùng được. Thế thì nếu thành cái công trình nghiên cứu của giáo sư, của những con người mà người ta không vì tiền, giáo sư Sittin ở tại Thụy Điển, gia đình ông là một gia tộc giàu có từ xưa, là ngành y, từ là một cái gia đình gia truyền như vậy, ông rất là giàu có, ông được thừa thưởng cái tài sản rất lớn, ông không phải là nghiên cứu vì tiền, và ông muốn
dâng hiến, ông muốn mang cái giá trị này cho cộng đồng. Thế thì ông phải đi tìm một cái nơi phân phối như thế nào. Phân phối nếu như mà kinh doanh theo truyền thống thì đưa qua quá nhiều khâu trung gian như vậy thì giá thành sẽ đến được ít tay người tiêu dùng. Cho nên ông tìm đến và gặp một cái tư tưởng lớn, đó là Oriflame. Hai nhà đồng sáng lập của Oriflame ra đời công ty kinh doanh về sức khỏe, về làm đẹp, với mong muốn mang cái điều, mang cái giá trị đến cho người tiêu dùng tốt nhất nhưng giá thành mềm nhất bằng cách là bán hàng trực tiếp. Hai ý tưởng lớn gặp nhau và giáo sư Thuyết Tin đã tặng cái công trình nghiên cứu này cho Oriflame phân phối độc quyền, với một cái cách phân phối rất là hay, đó là đưa trực tiếp tới tay người tiêu dùng chất lượng tốt, nhưng với cái bỏ qua các cái khâu trung gian như vậy thì giá thành nó mềm nhất. Thì chính cái ý nghĩa nhân văn đó mà sản phẩm Wellness bây giờ đi trên khắp thế giới, trên 63 quốc gia trên thế giới, với một cái giá rất là hợp lý, rất là mềm, và nó mang lại một cái kết quả mà tức là có rất nhiều các loại thực phẩm chức năng trên trên thị trường hiện nay, nhưng nó không mang tính chất nhân văn như vậy. Nó ở đây là dinh dưỡng cân bằng tự nhiên, nó cao cấp hơn các loại thực phẩm chức năng thông thường rồi, nhưng nó lại rất hay ở cái chỗ là mang tới tay người tiêu dùng thông qua Oriflame bằng phương thức bán hàng trực tiếp. Oriflame đã là một công ty nhân văn, mang giá trị lớn cho thị trường. Thế thì lại gặp giáo sư Sittin, hai ý tưởng lớn gặp nhau, cho nên chúng ta ở tại Việt Nam chúng ta vẫn được mua một cái dòng sản phẩm, được sử dụng một cái dòng sản phẩm đẳng cấp nhất trên thế giới. Một sản phẩm dinh dưỡng cân bằng tự nhiên cao cấp hơn các loại thực phẩm chức năng thông thường. Một bộ sản phẩm này có thể phục hồi được tất cả các tế bào trong cơ thể, thì có nghĩa là được phục hồi khi bổ sung vào trong cơ thể, nó sẽ đi khắp trong tế bào trong cơ thể, thì nó sẽ giúp cho sức đề kháng nâng cao, hệ miễn dịch nâng cao. Tất các chức năng trong cơ thể sẽ được tự phục hồi một cách tự nhiên, đơn giản. Và đó là một cái nguyên lý của y học dinh dưỡng. Vậy thì khi mà chúng ta đã bổ sung, thay vì chúng ta bị 5 loại bệnh, 7 loại bệnh, chúng ta uống 5, 7 loại thuốc, thì nếu chúng ta kết hợp với y học dinh dưỡng như vậy, với sản phẩm Wellness như vậy, thì một bộ sản phẩm thôi, thì khi đưa vào trong cơ thể, nó sẽ đi thẳng đến tất cả hơn 60.000 tỷ tế bào trong cơ thể. Nó giúp cho phục hồi các tế bào được bổ sung, được thay mới, được phục hồi, và các cái tế bào đó được phục hồi thì tất cả các chức năng cơ thể sẽ được phục hồi một cách tự nhiên theo cơ chế là cơ thể tự phục hồi theo nguyên lý của cuốn sách Y học dinh dưỡng thất truyền của giáo sư bác sĩ Vương Đào. Đây là một sự kết hợp hoàn hảo. Nếu chúng ta hiểu được cuốn sách này như vậy thì chúng ta đem kiến thức này ra, chúng ta sẽ cứu giúp được cho nhân loại rất là tuyệt vời. Vậy thì hơn một cơ hội kinh doanh, đó là một cái giá trị cho đi, chúng ta phải có kiến thức. Ở đây các giáo sư, các bác sĩ trên thế giới, đã giáo sư tiến sĩ Vương Đào đã viết ra cuốn sách này. Chúng ta hãy học, chúng ta hãy nghiên cứu và kết hợp với sản phẩm y học dinh dưỡng Wellness Biofame của giáo sư Sittin, cộng đồng dinh dưỡng Higolosa Thụy Điển. Chúng ta chỉ cần mang những kiến thức này tổng hợp lại, chúng ta hiểu về y học dinh dưỡng, hiểu về cái cuốn sách về y học dinh dưỡng này, và có một cái giải pháp. Chúng ta hiểu mà chúng ta không có giải pháp thì cũng không làm được, nhưng ở đây chúng ta lại có một cái giải pháp, đó là chúng ta biết đến Wellness của giáo sư Sittin, của Viện Dinh dưỡng Higolosa của Thụy Điển. Nó không phải ra đời ở một nơi bình thường, nó ra đời ở một cái nơi rất danh giá, có nền khoa học phát triển hàng đầu trên thế giới. Chúng ta kết hợp với nhau, chúng ta mang cái giá trị này để chúng ta giúp cho hơn cả một cơ hội kinh doanh, đó là lan tỏa cái giá trị này. Thì ai nghe được cuốn sách này và có một cái giải pháp bằng y học dinh dưỡng là Wellness, thì người ta giảm được đi bệnh viện, thậm chí không phải đi bệnh viện, không phải uống thuốc, không phải dùng đến thuốc tây, chỉ khi nào cấp tính cấp bách họ mới phải đến. Thì bệnh viện người ta cũng cảm ơn các bạn ở cái là người ta không bị quá tải, bác sĩ không bị mệt mỏi, và ngành dinh dưỡng học cũng cảm ơn là như là một cái vòng tuần hoàn đầy ý nghĩa, là giáo sư Sittin sản xuất ra dòng sản phẩm này. Chúng ta lan tỏa bằng kiến thức của chúng ta đến cho cộng đồng, thì người bệnh, người ta khỏi bệnh, người ta quay lại, người ta cảm ơn các bạn, các bạn quay lại cảm ơn giáo sư Sittin. Đó là một vòng tuần hoàn đầy ý nghĩa. Và chúng ta cũng, bên cạnh đây chúng ta cũng cảm ơn các bác sĩ, giáo sư như là bác sĩ Vương Đào, cũng giúp cho chúng ta những có cái kiến thức mà để chúng ta dẫn dắt một cách nó rất là khoa học. Thế thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời mà chúng ta sống trong cộng đồng DBS, cộng đồng sống hạnh phúc, chúng ta có được những giá trị nhân văn như thế này. Thì hãy lan tỏa, hãy mời bạn bè, người thân, hãy gửi những cái đường link này, hãy tạo những cái nhóm gia đình của mình và gửi từng cái đường link
câu lạc bộ đọc sách từ cái buổi đầu để cho người ta học, người ta có một cái sự liên kết và người ta tự không phải mất tiền mà có thể là trang bị cho mình một kiến thức gọi là chăm sóc sức khỏe chủ động cho từng gia đình luôn, đỡ tốn rất là nhiều tiền, rất là tuyệt vời, vô cùng là giá trị, vô là cùng là tuyệt vời. Đó là những cái phần mình cốt lại trong chương đầu của cuốn sách Dinh dưỡng học thất truyền của giáo sư tiến sĩ Vương Đào, và cảm ơn cả nhà, và cả nhà hãy lan tỏa điều này đi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn Mai Thi, cảm ơn cộng đồng DBS đã thức dậy 5 giờ sáng để lắng nghe những giá trị tuyệt vời này. Hết giờ rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Mai Thi đọc sách, cảm ơn chị Thủy đọc sách Hoài. lại, cảm ơn Hoài. Cảm ơn chị Cảm ơn nha. Cảm ơn cả nhà tham gia buổi đọc sách sáng nay. Bà hay đúng không? Cảm ơn Thi, cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Rồi quá. Mai Thi, tất cả mọi người hay quá cái sự xin. Buổi sau mình sẽ đọc chương 1, chương 2, chương 3 của cuốn sách này. Rồi ok. Chị Khuê muốn nói gì nhưng mà chị Khuê cứ tắt mic thành ra không ai nghe được chị Khuê ơi. Ai mà muốn nói điều gì thì chúng ta mở mic lên, chúng ta nói chuyện với nhau một chút rồi chúng ta sẽ rời Zoom. Chị muốn hay nói điều quá gì ạ? Hôm nay video này sẽ được đến tay những người mà lúc nào cũng bảo là tôi chỉ tin bác sĩ thôi. Đó. Cậu cũng thông cảm cho họ chị ạ. Trước kia em cũng vậy mà. Trước kia mình cũng vậy mà, cho nên là rất là thông cảm cho tư duy của mọi người, tại vì là họ chưa được cập nhật những cái điều mới thôi, cho nên là mình rất là thông cảm và hãy giải thích có đầu có đuôi, mình có kiến thức thì họ sẽ bắt thêm được những cái thông tin mới là họ hiểu. Đấy là chưa hiểu, hiểu thì nắm bắt ngay, tại những cái điều giá trị thế này thì họ sẽ nghe ngay, nhưng tại vì là chưa hiểu cũng rất là thông cảm chị ha. Mình cũng thế mà, mới đầu mình cũng thế. Đúng, mới đầu mình cũng thế. Chúng ta mình giống nhau vậy. Vậy thì những cái thông tin trên mạng như là thuốc bà ngọ với lại cả những cái gì tê bì chân tay ở bán ở trên mạng thì sẽ mà lại được nghe những cái thứ này có khoa học, có bài học, có sách vở đàng hoàng thế này thì những cái này người dân mình sẽ dễ tin tưởng hơn. Đúng rồi, tức là tội nghiệp là như thế này này, rất nhiều những người mà chưa kiểu như là quan điểm xưa ấy, thế là xong thì quảng cáo ngày xưa thì mình không biết, mình rất là bị mông lung, nào thì những cái bài thuốc, nào thì bí truyền bí kíp gì đó, nhưng mà bây giờ mình đã hiểu được rồi thì mình thấy là tất cả các loại thuốc chỉ là giảm triệu chứng thôi, còn nói về tận gốc thì chẳng có, chỉ có dinh dưỡng thì mới làm được cái điều đấy, cho nên là nghe những cái bài thuốc rất là bí kíp bí truyền đấy mình lại thấy nó bình thường rồi, nó không còn bí kíp bí truyền nữa, nó phải là dinh dưỡng thì nó mới là thật là khoa học, thật là một cái nguyên lý. Giống như bác sĩ bảo một cái ngôi nhà này, một cái mất đi một, mỗi một ngày chúng ta thiếu dinh dưỡng giống như là một ngôi nhà mất đi một viên gạch, ngày nay mất đi một viên gạch, ngày mai mất đi một viên gạch, và lúc dài thì ngôi nhà sẽ sụp đổ. Thì con người ta cũng vậy, thiếu chất dinh dưỡng, tại sao vậy, là tại sao chết mất sớm, đó là giống như là mỗi một ngày mất đi một cái tế bào chết nhiều hơn tế bào sinh ra, và con người sẽ chết, nó chỉ đơn giản thế thôi. Đó là đấy, nguyên lý khoa học quá tuyệt vời cả nhà. Chị ơi, tiếp không chị? Sao em? Có chi tiết không chị? À có, Mai Thi sẽ gửi vào nhóm, chúng ta sẽ có đầy đủ nhá. Ai cũng cần luôn. Đúng rồi, ai cũng cần luôn. Chính mình được biết hôm nay cũng là mình cũng được sáng cái đầu ra, chứ còn không đúng thì rồi. Chưa tỉnh. Hôm nay tỉnh chưa chị ơi? Hay ơi là hay. Và để mình biết lý do vì sao là cái dinh dưỡng học thất truyền này của mình nó quan trọng như thế nào. Nó có cả một cái chương sách của tiến sĩ Vương Đào. Tiến sĩ thế, rồi thế mới là tuyệt vời. Trước kia ông chồng nhà mình cũng không tin đâu. Bây giờ 82 cân giảm còn 73 cân nhá, cả nhà nhá. Ôi giời, chúc mừng chị. Quá tuyệt vời luôn. Không ai ngờ được là ông ấy giảm được cân. Thì khi mà như vậy là chị hãy gửi lời, chị bảo giờ ông xã chị là gửi lời cảm ơn giáo sư Sittin nhé, một nhà khoa học rất là tuyệt vời tại Autism. Chúng ta rất là may mắn để biết đến giáo sư đấy, biết đến sản phẩm rất là tuyệt vời. Ông ấy kết hợp ông uống cùng với cái Milk Lay đấy. Dạ.
Thế mà đấy, khi mà bắt đầu rồi. Đến thì cũng không tin tưởng, kêu là chỉ có bác sĩ thôi, chỉ đỉnh thôi, đỉnh của đỉnh của bác sĩ thôi. Có bệnh thì phải nghe bác sĩ, không uống linh tinh đấy. Thế mà bây giờ cái linh tinh này lại tạo ra sự kỳ diệu. Tại vì sao cả nhà biết không? Tại vì chính ngành Tây y người ta cũng còn đâu có hiểu được y học dinh dưỡng. Chỉ có 6% những ngành người học ngành y người ta được học về dinh dưỡng, mà cũng chỉ học một phần nhỏ thôi chứ không được nghiên cứu sâu. Thế cho nên là Tây y người ta đã tưởng là người ta sẽ thống trị, người ta chỉ có Tây y mới chữa được tất cả các loại bệnh, nhưng thật ra người ta đang bối rối mà. Thật ra người ta các bác sĩ người ta cũng chết vì bệnh rất là nhiều mà. Thế cho nên là đấy là cũng là cái sự là tức là thế giới này kiến thức rất là mênh mông, và từ từ nhân loại thì luôn là có những cái trí tuệ để góp công góp sức để mà làm lên sự thay đổi về sức khỏe cho cả nhân loại, thì tất cả ngành Tây y cũng phải mở mang đầu óc để học hỏi, ngành Đông y cũng vậy, cũng cần mở mang đầu óc để học hỏi, và ngành y học dinh dưỡng cũng phải biết kết hợp giữa Đông Tây và y học dinh dưỡng, thì chúng ta luôn hợp tác với nhau. Trên thế giới này chẳng có ai là giỏi được tất cả, nó là trí tuệ của nhân loại. Chúng ta cần hợp sức với nhau thì chúng ta mới mới thành công được. Thì trong trong nhân loại này chỉ sợ nhất là những người mà luôn mở đầu, mở mang trí óc để học hỏi thôi. Chứ còn chỉ những người mà chết sớm là những người bảo tôi biết rồi. Những người mà bảo tôi biết rồi và không nghe gì nữa thì sẽ bị chết sớm. Tội nghiệp thôi. Thế cho nên là đủ nhân duyên. Chị thấy em nghe mọi người nói, em chia sẻ với cả nhà một cái câu chuyện như thế này nè. Hôm trước em có gặp một bác sĩ, thì cái vị bác sĩ này á là sống rất là khoa học và người ta cũng coi trọng đó. Nhưng mà sau khi á mà người ta chia sẻ rằng là người ta đã cái chế độ ăn uống họ đã rất là chăm chú rồi, nhưng mà họ vẫn thấy là đây người ăn tốt như vậy nhưng mà tại sao vẫn bị bệnh à, thì đến lúc này người ta lại nói rằng là dinh dưỡng chỉ quyết định 30%. Thế thì khi mà nghe xong cái này mình thấy là mình rất là tội nghiệp, mình rất là thương cho họ, bởi vì thật sự ở bên ngoài kia có rất là nhiều người coi trọng dinh dưỡng, nhưng họ chưa tìm ra một cái nguồn đúng rồi để giúp cho họ cải thiện điều đó. Và điển hình trong thời gian vừa rồi khi mà liên học được kiến thức của viện dinh dưỡng đó cả nhà, thì á mình nhận ra được rằng là thức ăn rất là tốt, tuy nhiên có một số thức ăn cái thành phần ở trong đó nó lại ngăn chặn sự hấp thụ một số chất khác của thức ăn khác. Cho nên là ăn uống thông thường không giúp được, không có cải thiện được hoàn toàn, bởi vì nếu ăn cái này thì nó có khả năng nó không hấp thụ được cái kia. Cho nên là lúc này Liên cảm thấy rất là may mắn khi mà mình được dùng cái sản phẩm wellness, vì cái wellness này lại dựa trên tại sao mình nghĩ là của thức ăn cái thành phần cơ thể mình cần bao nhiêu, mà các bác sĩ, các tiến sĩ, các giáo sư phải mất 8 năm trời để có sự cân bằng, để giúp cho chúng ta khi uống vào là chúng ta cải thiện được tất cả mọi vấn đề, có nghĩa là đưa vào đâu tế bào đều có thể hấp thụ và nuôi dưỡng được. Thì đó là một cái nghiên cứu cực kỳ vĩ đại và được làm bên viện Igolosa nhận đây là một cái sự mà cái quá trình nghiên cứu của họ rất là nói chung là nó rất là giá trị, nhưng mà đến chúng ta chưa hiểu được đến cái điều đó. Còn thức ăn bình thường á thì tỷ lệ các chất ở trong thức ăn nếu mà nó phù hợp thì hấp thu được hết, còn không phù hợp nó vẫn khó hấp thu, kể cả những thức ăn bình thường. Đúng rồi. Thì Liên thấy mình rất là may mắn khi mình được tham gia Oriflame, mình được biết đến cái dòng sản phẩm wellness của giáo sư Thích Tiên, rồi mình lại được công ty tạo điều kiện cho được đi học, và khi học rồi thì đúng là tri thức dẫn đường cho cuộc sống nha. Tri thức dẫn đường cho cuộc sống, chính xác. Dạ, mà cho cô Liên hỏi một cái vấn đề này xíu thôi. Dạ. Ok chị Liên. Chị Liên ơi, từ từ nhá. Cái chương sách ngày hôm nay bây giờ nó hết giờ, thành ra là nếu câu hỏi của chị mình sẽ dành lại cho lời gì cho buổi sau. Thì bây giờ để kết lại cái phần của Liên là như thế này này. Liên đang nói là bác sĩ nói rằng người ta cũng biết là dinh dưỡng là quan trọng, nhưng chỉ giải quyết được 30%. Thì vấn đề của Liên đưa ra đây để giúp cho bác sĩ đấy hiểu được rằng là dinh dưỡng là sự sống, có nghĩa là gì? Tại vì sao các cái dinh dưỡng mình ăn bên ngoài đó đúng là nó không có sự cân bằng, còn sản phẩm dinh dưỡng, tại sao mình phải kết hợp với sản phẩm, chỉ có khoa học cộng với thực phẩm mới ra đời được cái sản phẩm dinh dưỡng này? Tại sao người ta phải nghiên cứu trong 8 năm trời để mới ra được cái dòng dinh dưỡng này? Đấy là người ta phải nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng trên người tình nguyện để có được một cái công thức cân bằng độc quyền. Thế chúng ta may mắn là ở cái chỗ đấy. Tức là
không phải tự dưng mà có thể được suốt 8 năm trời nghiên cứu để có được một cái công thức cân bằng độc quyền, và đã độc quyền ở Oframe rồi thì sẽ không có một cái công thức thứ hai như thế này. Đây là sự may mắn của chúng ta, chỉ có Oframe mới có một cái dinh dưỡng cân bằng độc quyền như này, tại vì chúng cái công thức mà khi mà đã được đưa ra bằng sáng chế rồi thì không có cái công thức thứ hai được giống như thế đâu, cho nên là chúng ta có duy nhất, thì đấy gọi là cái sự độc quyền. Thì đấy là cũng rất là các thơ đơn giản thôi. Nhiều giáo sư tiến sĩ người ta vẫn chết vì bệnh ung thư, người ta vẫn chết vì giống như là giáo sư Lâm Dũng đấy, không biết nguyên nhân tại sao, là tại vì là giáo sư chỉ nghiên cứu về Tây y, xong chỉ ăn thực phẩm thô bằng các bữa ăn thông thường, thế nhưng mà không biết được kết hợp, không biết đến dinh dưỡng cân bằng tự nhiên này. Cho nên cái từ mà dinh dưỡng cân bằng tự nhiên, đó là cái wellness này, là chúng ta nhớ khi chúng ta chia sẻ là chúng ta nói đến dinh dưỡng cân bằng tự nhiên. Rồi cho nên là cái phần của Liên bổ sung rất quan trọng, thì mình tóm lại như vậy để mọi người hiểu sâu về nó hơn ha.